Quý bà con đang nghe bản tin podcast về thị trường lúa gạo. Bản tin được phát trực tiếp lúc 6 giờ sáng thứ ba và thứ bảy hàng tuần trên kênh YouTube của công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Đông. Bà con đang theo dõi tin nhanh về thị trường lúa gạo. Bản tin được phát sóng định kỳ lúc 6 giờ sáng thứ ba, thứ năm và thứ bảy hàng tuần trên các nền tảng mạng xã hội của công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Nông. Thưa bà con, giá lúa gạo hôm nay ngày 10 tháng 10 tăng giảm trái chiều giữa gạo trong nước và gạo xuất khẩu. Thời tiết mưa nắng thất thường tại một số tỉnh của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Một số thương lái e ngại hỏi dò giá nhiều hơn, chờ quan sát tình hình. Cập nhật tại huyện Tri Tôn, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang đang thu hoạch sớm, lượng ít, giá lúa ít biến động. Riêng thành phố Cần Thơ giá nhỉnh hơn 50-100 đồng một ký do chất lượng lúa đẹp hơn. Giá tham khảo hôm nay mời bà con theo dõi. IR 50404 giá dao động quanh mốc 6.900-7.100 đồng một ký. Đài Thơm 8 giá 8.000-8.200 đồng một ký. OM 5451 với mặt hàng lúa đẹp có giá 7.600-7.700 đồng một ký. OM 18 có giá 8.300-8.400 đồng một ký. OM 380 dao động từ 6.800-6.900 đồng một ký. Lúa Nhật ở mốc 7.800-8.000 đồng một ký. Nếp Long An IR 4625 khô giá 9.500-9.700 đồng một ký. Nếp Long An 3 tháng khô giá 9.800-10.000 đồng một ký. Một số tỉnh còn lại như Vĩnh Long, Tiền Giang và Long An đang chuẩn bị về cuối vụ. Nguồn lúa có không nhiều, giao dịch khá chậm. Chi tiết giá một số loại lúa như sau: IR 50404 giá dao động quanh mốc 6.700-6.900 đồng một ký. Đài Thơm 8 ở mức giá 7.800-8.000 đồng một ký. OM 5451 giá ở mức 7.400-7.500 đồng một ký. OM 18 có giá 7.800-8.000 đồng một ký. Trên thị trường gạo, giá gạo một số loại tăng mạnh từ 400-450 đồng một ký. Cụ thể, gạo nguyên liệu IR 504 hè thu ở mức 10.550-10.700 đồng một ký, tăng 400-450 đồng một ký. Trong khi đó, gạo thành phẩm IR 504 ở mức 12.700-12.800 đồng một ký, tăng 100 đồng một ký. Theo đó, tại Sa Đéc, Đồng Tháp, Sóc Trăng và Cà Mau, gạo về rai rai, kho mua chậm một số loại gạo, gạo đẹp ít hàng. Chi tiết như sau mời bà con tham khảo. IR 50404 giá 10.600-11.000 đồng một ký. OM 34 giá 10.000-10.100 đồng một ký. OM 5451 giá 11.900-12.300 đồng một ký. OM 18 có giá 12.500-12.700 đồng một ký. OM 380 giá 10.400-10.600 đồng một ký. XT24, XT25 giá 18.000-19.000 đồng một ký. Đài Thơm 8 giá 13.000-14.000 đồng một ký. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam VFA, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam cũng đang giảm, cùng xu hướng giá gạo xuất khẩu của một số nước châu Á sau khi Ấn Độ nới lỏng các hạn chế xuất khẩu gạo. Hiện giá gạo 100% tấm ở mức 440 đô la Mỹ trên tấn, giảm 3 đô la Mỹ trên tấn. Gạo tiêu chuẩn 5% tấm ở mức 538 đô la Mỹ trên tấn, giảm 4 đô la Mỹ trên tấn. Gạo 25% tấm ở mức 510 đô la Mỹ trên tấn, giảm 2 đô la Mỹ trên tấn. Bản quyền thuộc sở hữu của công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Nông. Thông tin chỉ mang tính tham khảo, giá lúa sẽ có sự chênh lệch giữa các địa phương và chủng loại lúa cũng như chất lượng lúa. Bà con hãy để lại bình luận giá lúa tại khu vực của mình để mọi người cùng tham khảo. Và đừng quên like, chia sẻ và đăng ký kênh để xem những thông tin mới nhất. Đến đây, bản tin podcast về thị trường lúa gạo đã kết thúc. Hãy đăng ký kênh YouTube của công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Nông để cập nhật những thông tin hữu ích về nông nghiệp. Mến chào và hẹn gặp lại bà con trong bản tin tiếp theo.